Hello, được coi Nhật Bản, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cứ câu nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha. Ship toàn quốc, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Rồi, đầu tiên em xin phép lên dây câu nha. Rồi, đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người là dòng cước BE nè. Cước BE là sao? Cước BE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp chơi cực kỳ chắc khỏe nha. Loại này 50 là BE là 0.55, sức tải là bao nhiêu ký? Sức tải là số 10, độ dài là 100 mét, sức tải là 22 kg nha. 1 2 3 4. 4 cụm tặng 1 cụm, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k dây liền với nhau nha mọi người. Anh em mình sẽ dây cước nè. Nó là chất tổng hợp, nó nấu lại như dây cước bình thường vậy á. Nhưng mà nó có kết hợp của PE nên là cực kỳ chắc khỏe, dòng này là càng câu càng thẳng nha. Rồi, mã số 1, 4 cụm tặng 1 cụm, giá bao nhiêu? Giá chỉ 200k, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi, mã số 2 tiếp tục là em có một dòng PE nha mọi người. Rồi, mã số 1, số 2 nha. PE là em có một dòng PE này, loại này là chuyên về cho anh em lưu rê nha. Đây, em có cụm PE này nha, loại này là 2.5 nha mọi người. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng nha, cư sâu giờ chưa sử dụng nè. Đây, dây của nó đây, dây nó đây, để em lấy. Đây, dây của nó đây nha mọi người. Dây là dây 5 màu nha, dây PE 5 màu, lõi là lõi X8, dây là độ dài là đây. Đấy, mã QR của nó nha. Dòng này là dòng Xpander, hàng chưa qua sử dụng, 150m, 2.5, sức tải là 22kg. Rồi, cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là bình thường, giá cụm này là 600-700 ngàn nha. Xe anh em giá cụm này là 350k nha mọi người. 350k này, anh em nhìn sợi dây này. Đấy, sợi dây cực kỳ mịn nha. Dây 5 màu. Rồi, cụm này lõi 8, chịu sốc cực kỳ tốt luôn. Để cho anh em giá là 350, tặng cho anh em thêm một bộ lưỡi số 26 nha. Tặng bộ lưỡi cho anh em bộ lưỡi số 26 này. Đấy, bộ lưỡi số 26 này chuyên về cho anh em câu lóc đồ nha mọi người. 26 chuyên cho mọi người câu lóc câu chẽm nha. Rồi, cụm này 2.5, tặng thêm bộ lưỡi số 26 và tặng cho thêm anh em một cụm dây lander nha mọi người. Tặng cho anh em thêm một cụm dây fluoro carbon dòng Antares này. Dòng này thì 0.50, sức tải là 40kg nha, hàng chưa qua sử dụng này. Dây này dây màu trắng nha, dây này là dây lander. Dây fluoro carbon về anh em làm lander nha. Anh em làm thẻo câu cá lớn gì cũng được hết. Rồi, mã số 2. Cụm này 350, tặng thêm bộ lưỡi số 26 và tặng thêm một cước nữa, giá bao nhiêu? Vẫn chỉ có 350k, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 tiếp tục là em có loại đó, nhưng mà em có loại này là 1.5 nha mọi người. Đây, cụm này 1.5 đây. Cụm này là 1.5 nha, 1.5, sức tải cụm này là 10kg, độ dài là 150m, dòng này cũng Xpander nha. Đây, dây của nó đây, dây là màu xanh trắng nha mọi người. Dây này là dây màu xanh trắng, dây này cực kỳ khỏe, chuyên về cho anh em lưu rê lóc. Rồi, lưu rê lóc, lưu rê kẽm nha. Rồi, cụm này là 1.5, sức tải 10kg, mã QR, 150m, dòng Xpander nha. Dòng này là Made in Japan nha mọi người, IGK Made in Japan, dòng này đánh cực kỳ khỏe luôn. Cụm này 150m, xe anh em giá bao nhiêu? Xe anh em giá là 350k, 350 nha. 350 tặng cho anh em thêm một cụm cước cũng 0.5. Rồi, 350 tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon 0.50 luôn. 0.50, sức tải 40kg, dây lander. Rồi, tặng thêm em bộ lưỡi số 26 luôn, mã số 3, để cho anh em giá chỉ có 350, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi, mã số 4 thì em có một dòng cước nè. Đấy. Đây, một vòng mã số 4 này, một bịch này nha mọi người. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, mã số 4 nha. Số 4 là em có một cụm cước nè, loại này là 0.25. 0.25 là tương đương với số 5 nha mọi người. Một cụm này tới 250m nè. Anh em nào về câu cá nhỏ đồ, anh em cần sợi dây đồ này, sợi dây nhiều nha. Rồi, nguyên lóc này bao nhiêu? Nguyên lóc này anh em nghe cái giá em sale là anh em sợ luôn. Rồi, nguyên lóc 10 cụm nha, 250k. 250k nha. Ship 30 nữa là 280k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cụm này là 250, 500m nè, 1000m, 2000m. Rồi, 2500m nha mọi người, giá chỉ có 250k đây. Hàng còn nguyên bao bọc, bọc lớn nè. Còn bên trong cũng có bọc nhỏ nữa nè. Đây, bọc nha. Nè, bên trong này cũng có nguyên bọc nha. Chưa, hàng chưa qua sử dụng, cuối cùng mới tinh nha mọi người. Đây, anh em nhìn nè. Đấy, rồi. 250 và số 2, mã số 4. Em có về được máy lóc. Tiếp tục mã số 5. Rồi, mã số 5 tiếp tục sale cho anh em luôn. Đây, loại này là 0.30 nè. Cũng 0.30 nha, 30 cũng 10 cụm, 250m, 0.30 là tương đương với cước số 3 này. Đấy, đấy, dòng này là của thằng Fishing Line nè, dòng này là của thằng Fishing Line nha mọi người. Đấy, dòng cũng có kiếm nè. Đấy, rồi, dây cước màu trắng 0.30, loại này về anh em làm thẻo câu mực đồ ha, tùm lum thứ nè. Rồi, 0.30 tương đương với cước số 3, 10 cụm,
10 cụm là một cụm là 250m, 10 cụm này là 2500m. Đấy, mã số 5. 250k, mã số 5. 0.30, 10 cụm. Tiếp tục mã số 6. Số 6 coi còn sale luôn. Rồi số 6 loại này là bao nhiêu? À, loại 6 loại này là 0.20 nè. 0.20 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cụm luôn. Một cụm cũng 250m, 10 cụm là 2500m, hàng chưa qua sử dụng luôn, nguyên lốc này. Mã số 6, 250k. Dây cước màu trắng nha mọi người. Dây cước màu trắng còn nguyên bộ bọc còn mới tinh nha. Mã số 6, giá bao nhiêu? 250k. Tiếp tục mã số 7. Tiếp tục mã số 7 nè, mã số 7 tiếp tục em cũng có loại cũng dòng đó. Nhưng mà dòng này cũng fixing line, loại này là 0.20 nè. 0.20 cụm này tới 300m nha mọi người. Cụm này cũng 300m nha. Máy cụm này là 10 cụm. Nhưng mà có một cụm là 0.70 nè. 120m nè. Cụm này là 0.70 nè, 150m nè. Thôi, em xem nguyên lốc này cũng bao nhiêu? 250k nha. Đây. 0.70 nè là tương đương với cái số 14 nha mọi người. Hai cụm có hai cụm nè. Mà mấy cụm này 300m nha, 300m, 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 300m nè. 300, 600 nè, 900 nè, 1.200 nè. Đấy. Nguyên lốc này cũng giá 250k nha, mã số 7. Tiếp tục mã số 8 nè. Mã số 8. Rồi, mã số 8 tiếp tục là em cũng có loại này là 0.320 nha mọi người. À 0.30 nè, nguyên lốc này là 10 cụm nha. Một cụm này là 200m nè. 0.30 tương đương với số 3 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cụm này giá bao nhiêu cũng 250k. Dây cước màu trắng nha, hàng chưa qua sử dụng này. Nguyên bao bì. Đấy, nguyên 10 cụm này nha. Một cụm là 200m. 10 cụm là 2000m. Mã số 8, 250k. Tiếp tục mã số 9. Rồi, tiếp tục mã số 9 nha. Có máy cụm em sale hết cho mọi người luôn rồi đó. 0.30. Rồi mã số 9 tiếp tục là em có loại này là 0.20 nè. 0.20 là tương đương với dây 1.5 nè. Anh em nào mà cần nhiều dây thì anh em lấy loại này nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha. 10 cụm, một cụm là 250m nha. Một cụm là 250m, size là 0.20. 0.20 là tương đương với dây là 1.8 nha. Đấy, size 0.20. Đấy, anh em nào về công mực đồ nguyên lốc này, đồ về 2 nè, về câu nè. Đấy. Hàng chưa qua sử dụng còn nguyên bao bọc, mã số 9. 250k, 10 cụm. Tiếp tục mã số 10 nha. Đấy. Tiếp tục mã số 10. À, bán có mấy cụm người về được mấy cụm, báo được mấy cụm về sale hết cho mọi người luôn. Rồi. Và mã số 10 nha, thì mã số 9 nha, tiếp tục mã số 10 nè. Mã số 10 tiếp tục là em có một dòng rồi. Mã số 10 tiếp tục là em có dòng fluoro carbon. Mã số 10 tiếp tục là em có dòng fluoro carbon nè. Loại này là 2.0 là tương đương với 0.26, sức tải là 9.3 kg fluoro carbon nè. Là một dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Anh em nhìn sợi dây nè. Anh em sợi dây nè, loại này màu tím nhưng mà xuống nước nó tàn hình nha, nó thành màu trắng tím nha mọi người. Nó cực kỳ dai luôn. Anh em đó, thường thường dùng fluoro carbon là rất là cứng đúng không? Nhưng mà dây này là mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi cùng này 500m để cho anh em giá bao nhiêu, chỉ cho anh em giá chỉ có 400k thôi. 400k nha, 2.5 sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon 2.0 là 0.23, sức tải 8.5 kg, dây là dây màu trắng. Cùng này 500m, tặng thêm cùng này 100m nữa là 600m, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 là giới thiệu cho anh em là một dòng dây PE. Đấy, dòng PE này khỏi phải bàn luôn. PE siêu bầy, nâu đồng cấu đá, chiên lu rê lóc cua biển gì cũng đều được hết. Loại này là 3.0 là sức tải 30 là B, tương đương với 0.28. 30 là B là 15 kg nha. Anh em nhìn sợi dây nè. Anh em nhìn dây qua là anh em biết nó bền cỡ nào rồi. Dòng này là siêu bền, nâu đồng cấu đá. Nhưng mà có cái dòng này nó có hai là PE kháng mặn nha mọi người. Dòng này nó PE là PE kháng mặn luôn. Rồi cụm này 500m để cho anh em giá bao nhiêu? 3.0 để cho anh em giá chỉ có 400k nha. 400k, dây PE siêu bầy nâu đồng cấu đá. 500m giá chỉ có 400k nha, loại 8. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cụm fluoro carbon, loại này là 0.60 nè, sức tải là 45 kg, fluoro carbon Antares, dây màu trắng nha. Rồi cụm này là bao nhiêu mét? 500m, 3.0, cụm siêu bầy nâu đồng cấu đá kháng mặn, dây dù, tặng cùng cước. Về anh em về làm lander hoặc là làm thẻo gì cũng được hết. Rồi mã số 11 để cho anh em giá chỉ có 400k, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. Rồi, tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là cước fluoro carbon. Mã số 12 tiếp tục là dòng PE chứ. Đây, cũng PE loại đó luôn. Loại nào là loại PE siêu bền, nâu đồng cấu đá, lõi là lõi 8 1.5. À, sức tải là 20 là B, tương đương với 0.20 nha.
20 là B tương đương với 0.20 là cước số tương đương với cước số 2 nha mọi người. Dây này là dây dù này, màu đồng cấu đá siêu vàng. Rồi cuộn này mã số 12 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Đấy, 400k và cuộn này nha. 1.5, 20 là B 10 kg, tương đương với 0.20. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon loại 0.40 nha. Và sẽ tặng cho mọi người một cuộn fluoro carbon này 0.40, sức tải 25 kg này, về làm dây lander nha. Rồi cuộn này 1.5, tặng thêm cuộn cước 0.40, sức tải 25 kg, dây là dây cước màu trắng. Rồi cuộn PE mã số 12 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Dây PE siêu bền, nồi đồng cấu đá kháng mặn nha, lỗi 8. Rồi mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là dành cho anh em nào mà câu biển, dành có một dòng cước mềm mịn đồ, anh em câu cá nhỏ rồi nè. Em có loại nào là Super Fishing Line, dòng này là fluoro carbon 100%, 0.28, sức tải là 9,9 kg. Đây là một dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bụi sóng nha. Mã số 13, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k nha. Loại này là 3.0, là 0.28, sức tải là 9,9 kg, là dòng cước fluoro carbon. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.30, sức tải 12 kg, con bò cạp này. Dòng này là siêu tải trọng nha, dòng Antares, hàng chưa qua sử dụng luôn, dây màu trắng. Cuộn này 500m, giá 400k. Tặng thêm cuộn này giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 13. Tiếp tục mã số 14. Tiếp tục mã số 14 nha. Rồi 14 loại đó thì em sẽ có loại nó nhỏ hơn một chút, là 3.0. Cuộn này là cuộn 2.5 này. Cuộn này cũng Super Fishing Line Fluoro Carbon 0.26, tức là 9,9 kg, độ dài là 500m, dây là dây 2.5 nha. Dòng này là cước trắng, tàn hình mềm mịn và không bụi sắn. Dòng này là của thằng Fishing Line 0.25, tương đương bước số 5. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.25 luôn. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.25, hàng ta Antares này, sức tải 10 kg nha, con bò cạp. Dây là dây màu trắng, hàng chưa qua sử dụng luôn. Rồi cuộn này 100m, cuộn này 500m. Rồi cuộn này 500m, giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. 2.5, sức tải là 9,3 kg, tương đương với 0.26, dây là dây màu trắng. Cuộn này 500m, tặng thêm cuộn này 100m nữa, là giá là bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Mã số 14. Tiếp tục mã số 15. Rồi 15 cũng vậy, cũng là cước fluoro carbon nha. Dòng này là dòng Super Fishing Line này, 500m, 3.5 là tương đương với 0.30, sức tải là 10 kg, fluoro carbon 100%, dây là dây màu trắng nha, là dòng cước tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sáng, cước thẻo nha mọi người. Dây cước thẻo 500m. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.30 luôn. Đấy. Đấy, cuộn này là 0.30 này, sức tải 15 kg, dây là con bò cạp nha. Sức tải 15 kg luôn, dây là dây màu trắng 0.30, cuộn này 500m, sức tải là 10 kg. Rồi cuộn này 500m, tặng thêm cuộn này giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 15 nha. 15 400k. Tiếp tục mã số 16. Rồi, 16 tiếp tục là em có một dòng dây PE nha mọi người. Rồi, 16 tiếp tục là em có một dòng dây PE này. Loại này là dòng PE Shimano nha mọi người. Dòng này là dòng X12 nha. Dòng này là lõi 12 lõi dây, là cực kỳ mịn luôn. Loại này là 1.5. Đây, hàng là hàng Made in Japan nha mọi người. Đây, Made in Japan nha mọi người. Đây, đóng trong hộp luôn này. Made in Japan nha. Đấy. Rồi, cuộn này thì 1.5 Big Bull 12 lõi. 150m, anh em nhìn sợi dây nè, siêu mịn luôn nha. Dây cực kỳ mịn luôn. Mịn quá mà camera nó không bắt được luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này giá để cho anh em giá chỉ có 500k nha. Và 500k nha mọi người, hàng chưa qua sử dụng. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn đây, 500k. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon loại 0.60 nha. 0.60, sức tải cuộn này là 45 kg, sức tải cuộn này là 14 kg nha. Rồi cuộn này 150m, tặng thêm cuộn này 100m nữa, giá bao nhiêu, giá chỉ có 500k. Và tặng cho em thêm một bộ lưỡi số 26 về cho anh em chế câu cá lóc đồ nha mọi người. Đấy, lưỡi số 26 này về cho anh em chế câu cá lóc đồ. Rồi mã số 16 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k, 500k. 500k nha, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là em cũng có dụng cuộn PE, lõi này cũng X12 luôn. Rồi cuộn này là PEX12 này, loại này là 1.5, là 20 là B, tương đương với lại 0.20. Rồi, đây dòng PE đây. Dòng PE này là PE siêu bền, kháng mặn, chuyên về cho anh em câu biển, câu nước ngọt, lõi là 12 luôn. Đấy, dây cực kỳ mịn luôn nè. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá cũng chỉ có 500k. 1.5, 20 là B, tương đương với 0.20. Rồi, khoảng tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.60 luôn. 0.60, sức tải 45 kg, dây là dây màu trắng. Và tặng cho anh em thêm bộ lưỡi số 26 nữa. Đấy. Rồi. 300m, tặng thêm một cuộn này giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 500k. Mã số bộ lưỡi nha.
combo này, mã số 17, giá chỉ có 500k. Tiếp tục mã số 18. Dây là dây 5 màu nha, tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là em có một dòng cước công nhạy nè. Dòng này là Tatula 0.37, là tương đương với cước số 5. Độ dài là 100 mét, sức tải là 16 kg, Banas Safan. Hàng này là dây liền với nhau nha, 1 2 3 4. 4 cùng là 400 mét, tặng thêm 100 mét là 500 mét, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k, mã số 18. Cước công nhạy Tatula. Tiếp tục mã số 19. Rồi, 19 giới thiệu cho anh em là một dòng neo biển nè. 19 tiếp tục là giới thiệu cho anh em một dòng neo biển, dòng này là Safan 200LB, tương đương với 0.50. 0.50 là tương đương với số 8 nha. Dòng này là dòng siêu tải trọng dành cho anh em đánh cá lớn, cẩu tra đồ cực kỳ đã luôn. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k nha. Giá 400k là anh em có 1000 mét dây neo biển, hàng nội địa Nhật Safan. Dòng này siêu tải trọng chuyên về cho anh em cẩu tra câu đáy biển luôn. Rồi, mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Rồi, 20 thì núi đáy biển thì mới nhớ. 20 đáy biển thì em có thể có một dòng dây PE này nè. PE loại này là 8.0. 8.0 sức tải là 80 LB, tương đương với 0.48 nha. 0.48 nha mọi người, dây số 8, dây PE là sao? PE siêu bền, kháng mặn. Chuyên về cho anh em câu biển, câu nước ngọt, câu sông rồi anh em kéo cây rồi dưới sông rồi đây. Rồi cuộn này. Để cho anh em giá bao nhiêu? Giá cũng chỉ có 400k. 8.0 nha, cũng tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.60. Cái cuộn trâu bò này phải tặng 0.60 mới đủ đồ nó. Rồi, tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.60 45 kg, cuộn này 500m số 8. Giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k, dây siêu bền, nầu đồng cấu đá kháng mặn, cuộn này nữa, tặng thêm cuộn này nữa, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 20. Tiếp tục mã số 21 nha. Tiếp tục mã số 21, 21 tiếp tục là em có dòng cước PE nha mọi người, cước PE 5 màu, dòng này thì nó cũng xuống nước, nó dàn như nó thêm mặt nước nha. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá chỉ có 200k. Nguyên lốc là 400k nha. Cước PE là sao? Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây cực kỳ chắc khỏe nha. Nó nấu tổng hợp lại như nhìn anh em nhìn là như dây cước bình thường vậy thôi. Nhưng mà được cái là dòng này càng câu càng thẳng nha. Sức tải là 18 LB, 2.5, độ dài là 100m, 0.25. Rồi, 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá 200k. Mã số 21, nguyên lốc là 400k nha. Tiếp tục mã số 23, 2. 22 tiếp tục là cũng là cước PE. Đây, cước PE nha mọi người. Rồi, loại này là 0.35 nha. 0.35, độ dài là 100m, tương đương với cước số 4 nha mọi người. Sức tải là 26 LB, 0.35 này. Đây, cước PE nha mọi người. Cước PE là sự kết hợp giữa cước và PE. 1, 2, 3, 4. Anh em nhìn dây liền với nhau, tại vì người Nhật là người ta câu biển này là lúc nào dây nó cũng cần phải thật dài luôn. 1, 2, 3, 4. 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá bao nhiêu? Giá chỉ có 200k. Còn nguyên lốc này là 400k. Được cái dây này nó mềm và anh em càng câu càng thẳng nha. Mã số 22. 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá 200k, nguyên lốc là 400k, mã số 22 là 0.35, tương đương với cước số 4.5. Tiếp tục mã số 23. Rồi, 23 tiếp tục là em có loại này là 0.30 nè. 0.30 là tương đương với cước số 3 này, độ dài là 100m, sức tải là 20 LB, là 9 kg nè. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá bao nhiêu? 200k. Nguyên lốc này là bao nhiêu? Giá là 400k. Này là cước nha mọi người, cước PE. Nó nấu lại nhanh như chất tổng hợp vậy. Mã số 23. 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá 200k. Nguyên lốc là 400k. 1000 mấy chai liền với nhau. Tiếp tục mã số 24. Rồi, 24 tiếp tục cũng là dòng cước PE nha mọi người. 24 tiếp tục là dòng cước PE. Loại này là 6.0 này. 6.0, độ dài là 100m, tương đương với 0.40 đây. Cước PE là sự kết hợp hoàn hảo giữa cước và PE giúp dây cực kỳ chắc khỏe. 1, 2, 3, 4, 4 cuộn tặng 1 cuộn, giá bao nhiêu? Giá 200k, nguyên lắp là 400k. Đấy, dây là dây 5 màu nha mọi người. Mã số 24, cước PE 6.0, độ dài là 100m, tương đương với 0.40. Tiếp tục mã số 25. Rồi, 25 tiếp tục là em có một cuộn PE này, dây dù nè. Loại này là 4.0, là tương đương với 0.32 nè. Sức tải là bao nhiêu ký? Sức tải là 20 kg nha. 20 kg cá biển thì anh em cứ về câu cá nước ngọt 30 kg bình thường nha. Dòng này là sao? PE nầu đồng cấu đá kháng mặn. Rồi, cuộn này 500m, để cho anh em giá bao nhiêu? 4.0, để cho anh em giá là 400k nha. 400k. Loại này thì 4.0 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.40 đi. Đấy, 0.40 nè. Đâu rồi? Rồi. Cuộn này là 0.40, sức tải 25 kg, dây là dây màu trắng. Rồi, mã số 25, cuộn này 500m, tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 400k. 400k nha, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. Rồi, 26.
Rồi tiếp tục mã 26, 26 tiếp tục là em có dòng fluoro carbon nè. Loại này là 7.0 nha mọi người. Dòng này là dòng cước thẻo, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Fluoro carbon. Đấy, anh em nhìn sợi dây cước nè, anh em nhìn sợi dây cước cực kỳ đã luôn, chuyên về cho anh em săn hàng nha. Rồi, 7.0 là tương đương với 0.45, sức tải là 18 kg fluoro carbon 100%, dòng này là của Fisherlite Classic Boat nha. Đây, cùng này mã số 26 để cho anh em giá chỉ có 400k. 400k loại này là 7.0 nha. 7.0 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon. 7.0 sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon fishing line luôn, 0.45, sức tải là 18 kg, dây là dây màu trắng. Cuộn này là cước thẻo, cuộn này cũng là cước thẻo nha. Dòng này vừa làm trục vừa làm thẻo, đều là cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Hai cuộn. Giá mã số 16, à 26 chứ, giá chỉ có 400k. Hai cuộn 7.0 nha. Dòng này là fishing line classic. Anh em về đánh dây này đi, cực kỳ chắc khỏe, cực kỳ trâu bò luôn, vừa làm trục vừa làm thẻo nha. Mã số 26, giá 400k. Tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 thì em có một size nó nhích hơn một chút. Là loại này là 8.0 này. 8.0 là độ dài là 500m, sức tải là 21 kg fluoro carbon, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu xoắn nha. Gửi về nó có bị bể này nha mọi người. Cùng này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k, nhưng mà được cái là hàng chưa qua sử dụng, không ảnh hưởng gì tới dây nha. Rồi, cùng này 500m để cho anh em giá là 400k. Fluoro carbon fishing line. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon loại 6.0 nha. Rồi, 6.0 là tương đương với 0.40, sức tải là 17 kg, độ dài là 100m, cuộn này 500m, 8.0 là 0.50, 21 kg này, tặng thêm cuộn này, giá bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 400k thôi. Mã số 21. À 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi, 28 tiếp tục là cuộn fluoro carbon, loại này là size này là mọi người cực kỳ thích luôn này. Loại này là 3.5 này. 3.5 là tương đương với 0.20 fluoro carbon 100%, là một dòng cước sao, một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sáng. Anh em nhìn sợi dây này, đấy, anh em nhìn sợi dây này, thấy không, đã không. Rồi, cuộn này mã số 28 để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Cước fluoro carbon tàng hình mềm mịn và không dầu sáng, chuyên về cho anh em làm thẻo câu cá chép nha. Chuyên về cho anh em làm thẻo câu cá chép, anh em nào có chép thì cực kỳ dòng này luôn. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.30 luôn, sức tải 15 kg, dây màu trắng. Cuộn này 500m, tặng thêm cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, giá là 400k. Dòng này là cước thẻo 500m, chuyên cho anh em câu chép nha. Mã số 28. Tiếp tục mã số 29. Rồi, tiếp tục mã 29. 29 tiếp tục là em có cước fluoro carbon đó, nhưng mà size nó là size số mấy. Size cuộn này là size số 3 nè. Size số 3 này là tương đương với 0.28, sức tải là 28 kg. Sức tải là 9,9 kg, là tương đương với 0.28, là cũng fluoro carbon tàng hình mềm mịn và không bị xoắn nha. Dòng này là thẻo chuyên về cho mọi người câu chép, mọi người có thể làm trục nũng được luôn, câu biển rồi nha. Mã số 29 này để cho anh em giá bao nhiêu, giá chỉ có 400k. Cước fluoro carbon tàng hình mềm mịn và không bị xoắn, chuyên về cho anh em làm thẻo câu chép câu nước biển. Rất là mềm và rất là dai luôn nha, 0.28. Rồi sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 0.25, sức tải là 10 kg, dây là dây màu trắng. Cuộn này 500m, tặng thêm cuộn này. Hai cuộn này đều là cước cực kỳ chắc khỏe, tàng hình mềm mịn và không xoắn. Mã 29. Tiếp tục mã số 30. Rồi, tiếp tục mã số 30 nha. Đấy. Rồi, 30 tiếp tục là cũng fluoro carbon, loại này là loại số 5 này. Loại số 5 này thì anh em nào về mà câu làm trục làm thẻo, dòng này là anh em nào mà săn trắm đen nha, săn trắm đen, săn tra rồi là còn loại này là 16 kg nè, tương đương với 0.37, sức tải là bao nhiêu mấy, sức tải là cuộn này là tới 16 kg nè, là một dòng cước tàng hình mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn. Cước tím, anh em nhìn sợi dây nè, đấy, anh em nào mà dân câu chuyên nghiệp rồi anh em nhìn sợi dây cước xịn là anh em biết liền. Rồi, mã số 30, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 400k tàng hình. Rồi, anh em về làm trục lưu rê lóc cũng được luôn nha. Rồi, sẽ tặng cho anh em thêm 5.0. 5.0 là tương đương với 0.37. Sẽ tặng cho anh em thêm một cụm 5.0, 0.37 luôn, sức tải là 16 kg luôn, dây là dây màu trắng. Rồi, cụm này 500m, để cho anh em giá 400k, tặng thêm cụm này, là hai cụm số 5 nha mọi người. Hai cụm fluoro carbon số 5, độ dài là 600m, hàng chưa qua sử dụng. Loại này là vừa làm trục, vừa làm thẻo. Làm thẻo là thẻo câu cá tra, cá nên cá chép, cá biển rồi nha. Còn dòng này thì cũng làm thẻo câu màu trắng, hai dòng đều như nhau. Mã số 30 để cho anh em giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 31. Rồi, 31 tiếp tục là một dòng cước fluoro carbon chuyên về cho anh em câu biển nè. Đấy, anh em nào mà câu biển cần cái dòng mà cước thẻo cực kỳ trâu bò thì có dòng này, làm trục luôn nha.
Dòng này là dòng cước mẫu mới nha mọi người. Loại này là mã số 31 nè. Loại này là 4.0 là tương đương với 0.32, sức tải là 12 kg, là dòng fluoro carbon, tàn hình mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sắn. Anh em nhìn sợi dây nè. Đấy. Anh em nhìn sợi dây này, dòng này là nó ba màu, khi nó ra nó thành màu trắng nè, nó kiểu như màu reo vậy á. Đây con cá cực kỳ thích ăn luôn. Anh em nào để dùng cước tím bên em nhiều rồi, thấy con cực kỳ ngon rồi thì dòng này nó cũng ngang như thằng cước tím luôn, nên câu cực kỳ đã luôn. Rồi cuộn này giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k, sẽ tặng cho anh em 4.0, sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon 4.0 luôn nè. 4.0 là tương đương với 0.32, hàng chưa qua sử dụng nha. Mã số 31 để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 400k, mã số 31, hai cuộn số 4 fluoro carbon, tàn hình mềm mịn và không bụi sắn. Tiếp tục mã số 32. À, tiếp mã 22 nha. 22 em tiếp tục là em có dòng này là tim đây qua 0.40, sức tải là 80 là B, loại này là 180 mấy trên một cuộn. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn, giá là 300k, nguyên lốc này là 400k nha. Tim đây qua là một dòng cước cao cấp. Rồi. 0.40 là tương đương với cước số 14, sức tải là 40 kg nha. Rồi, mã số 32, giá là 300k trên 5 cuộn, dây liền với nhau. Tiếp tục mã số 33. Rồi, mã 3 tiếp tục là em có dòng PE này, dòng này là dòng IGK X8 nha mọi người, dòng dây PE X8 này, dòng này thì hàng chưa qua sử dụng. Đây, hàng là dây màu xanh trắng như thế này đây. Rồi, cuộn này là mã QR này, cuộn này là IGK Made in Japan nha. Đấy. Rồi, cuộn này 150 mấy, sức tải 18 kg. Đây anh em. Đấy. Rồi, cuộn này là chuyên về cho anh em lưu rê, để cho anh em giá bao nhiêu? Giá chỉ có 350k. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon này. Đây, dòng này là fluoro carbon dòng Lander nha. Dòng này là số 10, độ dài là 100 mét. Dòng này là của thằng Shimano, dây là dây màu cam này, dòng Lander nha. Rồi cuộn này 350k, tặng thêm cuộn này và tặng thêm bộ lưới. Rồi giá bao nhiêu? Giá vẫn chỉ có 350k. Tiếp tục là mã số 34. Rồi, tiếp tục mã số 34 em cũng có một dòng PE, dòng này là của đây. Dòng này là của thằng nào đây? Dòng này cũng IGK nha, Made in Japan này, đây dây nó đây. Dây nó màu kiểu màu xanh trắng nha mọi người. Dây này là màu xanh trắng này, đấy, dòng này thì bao nhiêu? Cuộn này là 150 m, 2.5, sức tải là 45 lb nha. 45 lb là 25 kg này, dây nó đây. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá chỉ có 500k nha. Đấy. Dòng này là lỗi X8, dòng Xpander nha mọi người, 2.5, 45 lb. Rồi, cuộn này sẽ tặng cho anh em y như cái kia luôn. Sẽ tặng cho anh em thêm một cuộn fluoro carbon dòng Lander, số 10, sụ dài 100 m, Shimano, dây là dây màu này. Cuộn này tặng thêm cái bộ lưỡi nữa. Rồi, để cho anh em giá bao nhiêu? Vẫn chỉ để cho anh em giá 500k nha, mã số 34. Dây dù 150 m, hàng chưa qua sử dụng nha. Mã số 34.